Hello, xin chào các bạn. Sau khi thu hoạch cải cúc, cải ngọt và rau salad xong nên diện tích trồng trọt đã được giải phóng rất nhiều. Hôm nay mình sẽ tranh thủ có nắng ấm để mình cuốc đất trồng cà và trồng cà pháo đấy các bạn ạ, và rau đay. Bây giờ mời các bạn cùng ra vườn trồng rau với mình nhé. Đây là luống rau mình sẽ cuốc để trồng cà pháo các bạn ạ. Đấy. Thế này thôi nhưng rất dài và rộng các bạn nhé. Trước khi cuốc đất, mình cào hết các cái cây cỏ và những cái gốc rau còn sót lại để cho nó không có phát triển nên được và ăn sang màu của các cây rau mình trồng sau này. Cái này mình mà làm cỏ không sạch đấy các bạn ạ, thì nó cũng lại nhanh mọc lại lắm. Nếu mà mình làm kỹ đi một chút thì nó hạn chế hơn rất nhiều. Cỏ nhiều lắm các bạn thấy không? Làm cỏ xong, sau đó mình cuốc đất lên các bạn ạ, cho nó khô lên để nó đỡ bị sên các bạn ạ. Sau đó mình sẽ trồng. Sau khi làm cỏ xong rồi, bây giờ mình sẽ đi cuốc đất lên để cho nó khô các bạn ạ. Sau khi cuốc đất và phơi được nửa ngày rồi các bạn ạ, bây giờ mình sẽ đi san luống cho nó phẳng các bạn nhé. Xong, vậy là mình đã đánh luống xong toàn bộ rồi. Bây giờ đi trồng cây các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi trồng cây các bạn ạ. Đây là mình đã đổ bao phân gà ra đây các bạn ạ. Đổ được 2 ngày rồi để cho nó đỡ mùi thôi các bạn nhé. Đấy. Còn đây là những cây cà mình ươm ở trong nhà kính. Bây giờ mình mới nuôi ra trồng các bạn ạ. Chỗ này một luống mình sẽ trồng 2 cây. 2 cây một hàng. Đấy. Trước khi trồng cà mình sẽ bón cho nó xuống dưới gốc đấy các bạn, xuống dưới đất mình đào một cái hố như thế này đấy. Mình cho xuống đây 1 xẻng rưỡi thôi, một
rưỡi, một xẻng rưỡi này cái phân gà các bạn nhé. Đấy, xong mình đảo qua lên. Sau đó mình lấp một lớp đất mỏng lên trên. Và bây giờ mình sẽ tiến hành trồng cà các bạn ạ. Nó đã ra rễ xuống phần dưới rồi. Đấy. Cây cà trông rất khỏe mạnh các bạn ạ. Từ từ mình sẽ vun đất vào các bạn ạ. Đấy. Cây thứ hai các bạn nhé. Mỗi một cây mình trồng cách nó khoảng 2 gang các bạn ạ. Đấy. Gió đây 1,5 cái bay này phân gà cào đất xuống trộn lên các bạn ạ. Đấy. Trộn lên sau đó là mình lại lấp một lớp đất mỏng. Đấy. Lớp đất mỏng đấy là để cho cái phân gà nó không trực tiếp luôn với rễ cây, mà từ từ là rễ cây nó lớn lên nó sẽ ăn qua cái lớp đất đấy, nó xuống phân thì nó sẽ thích nghi tốt hơn các bạn ạ. Đấy, sau khi đặt cây xuống rồi bắt đầu từ từ mình lại vun đất vào các bạn ạ. Vun đất vào gốc. Tất cả chỗ đất này mình sẽ bóp nhỏ hết ra, xong là mình vun vào gốc đó các bạn ạ. Lúc nãy mình làm bằng mặt luống đấy, mình cũng đã đập rồi, nhưng tuy vậy nó vẫn chưa được hết các bạn ạ. Đây là mình bón nót một lớp phân gà các bạn ạ. Ôi phải làm hôm nay á, cuốc đất từ sáng rồi. Cuốc xong là để cho nó khô. Khô đất cho nó. Cái chén con rồi đấy. Cho nó khỏi xên. Những cái cây cà chua ra quả rồi cậu vừa cắt đi đấy. Vì nó ra sớm quá nên cậu không muốn để cho nó ra sớm. Chỉ 2 tuần nữa là có thể mong ăn được rồi. Cái gì có su hào á? Dạ. Su hào thì 2 tuần nữa là ăn là cái chắc rồi. Dạ vâng, đấy cho nó củ này 2 tuần nữa là mong ăn được. À, còn cậu tưởng cà chua ấy, cà chua ra quả rồi bằng đốt ngón tay rồi. Nhưng cậu vừa cắt đi đấy. Cắt đi. Rồi, cây nó to lên đã chứ nó bé tí nè. Vâng, vậy chắc là cháu xin giao thông cho đi về luôn này. Ở trong tủ lạnh nó nhiều lắm cháu ạ. Có lấy thêm nữa thì là cậu... Thôi cậu ạ, để có gì cuối tuần cháu lấy cậu. Tức là cậu để trong tủ, cậu thu hoạch rất nhiều rồi, cậu để đấy rồi đấy. Thì cháu có lấy thêm thì là bảo cô Hằng đưa ra cho thêm. Các bạn ơi, hôm nay mới có được 10 cây cà nó lớn thì mình trồng nó trước. Còn một số cây khác nó vẫn nhỏ lắm. Mình để trong nhà kính cho nó lớn chút nữa rồi mình mang ra ngoài mình trồng. Còn cái chỗ đất kia bây giờ mình trồng salad các bạn ạ. Đây, ở chỗ salad mình đã ươm nó lên cây rồi đây. Mình gieo hạt trong chậu, bây giờ mình tỉa ra mình trồng các bạn ạ. Đấy. Nó tốt chưa các bạn? Bây giờ mình phải tỉa nó ra. Đấy, tỉa ra rồi mình mới trồng.
Cái này là rau diếp của Việt Nam đấy các bạn ạ. Hạt giống của Việt Nam mang sang xong là mình gieo đấy. Cơ bản là cái chậu này lúc gieo xong là chuột nó bới các bạn ạ. Nó bới này tung hết cả hạt lẫn lộn hết cả vào. Nó dồn hết cả lại đấy các bạn. Cái chỗ này lúc hôm qua thì mình mới cắt hết cái rau salad cũ đấy các bạn ạ. Đấy. Để mình hôm nay trồng cái mới xong. Thế là chỗ salad này mình cũng đã trồng xong. Bây giờ mình sẽ đi tưới nước nhẹ cho cà và salad. Bây giờ mình đi tưới nhẹ cho cà các bạn ạ. Đấy. Mới trồng đất nó còn khô nên mình tưới cho nó đậm đậm nước một chút các bạn. Thế là mình đã trồng cà và salad xong rồi các bạn ạ. Tưới tắm đầy đủ rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ vào mình trồng rau đay. Đấy, trồng rau đay thì mình trồng ở trong nhà kính. Trước khi trồng rau đay, mình cũng có một bao phân gà các bạn nhé. Đấy. Và đây là khay rau đay mình đã ươm nó lên cây như thế này. Đấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành trồng. Cái luống này của mình rộng khoảng 1 mét. Mình có thể trồng so le. Hàng đầu tiên 3 cây, hàng thứ 2 2 cây, hàng thứ 3 3 cây. Cứ như vậy cho hết luống. Mình có thể trồng theo bới hốc hoặc bới luống. Với hàng 3 cây, mình sẽ bới luống. Cho 3 xẻng phân gà xuống, trộn đất lên. Sau đó phủ lên một lớp đất mỏng và tiến hành trồng cây các bạn ạ. Mình sẽ tiến hành trồng các bạn nhé. Đấy. Nhưng mình không trồng thế này thì là mình sẽ rải nó ra các bạn ạ. Đấy. Trồng tựa như rau muống đấy. Mình trồng nó thưa thưa ra. Đấy. Mai mốt nó lên cây rồi thì là mình sẽ tỉa các bạn ạ. Mình cho 3 cái thìa này phân gà. Cũng đảo lên các bạn ạ. Lót xuống một lớp đất mỏng. Sau đó mình sẽ trồng. Mình cũng trồng thành 3 hàng các bạn nhé. Đó. Ở Việt Nam mùa hè dài, còn ở bên đây mùa hè ngắn lắm. Nên mình không thể tỉa cây ra được mà mình phải trồng cả một bụi như thế này thì nó mới chắc ăn.
thế là mình đã trồng xong. Sau khi trồng xong rồi mình sẽ tưới cho nó các bạn ạ. Mình vặn vòi nước ô lòa ở cái chế độ nó nhỏ nhỏ một chút, nó không bị xô cây các bạn ạ. Vậy là mình đã trồng và tưới tắm xong cho rau đay. Công việc ngày hôm nay của mình là trồng cà pháo, rau đay, rau salad cũng đã hoàn thành các bạn ạ. Các bạn ơi, hôm nay mình đã trồng xong cà pháo, rau salad và rau đay. Tất cả đã hoàn thành. Video của mình cũng xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn luôn quan tâm theo dõi, đồng hành, ủng hộ kênh của mình. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì các bạn cho mình xin một like, một share và nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào, hẹn các bạn ở video tiếp theo. Bye.